Luôn chào nhà. Em chào cả nhà nha. Em mời chị bé ở nhà. Bữa nay đốn cây lục bình nữa nha. Ông gầy gầm mày cái bạn gọn tùm lum la cho nha. Có quay được. Em chứ ông thầu Nguyễn ông nhà bên vợ ông có đám dỗ này kia ông cũng nghề đẳng phụ ông có cắt chòi được đó. Mới làm được nhiêu đây cái này? Hai chồng em mới cắt nghề này. Mới làm được cái khung sườn à? Đây. Đó. Thấy sao em? Được, ok. Thế anh với Kha Liên Nguyễn là ok. Ok, ngon lành cành đào. Này cái nha. Nguyễn làm nó cũng có đầu tư trước sẵn rồi đó, làm cái cây này cho chắc chắn là vì có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, để mai mốt anh đi nhậu về mà lỡ có xỉn á, em không mở cửa có chỗ cho anh ghế nó ngủ. Trời ơi là trời. Nó làm nó biết tính trước rồi đó. Vậy tính trước coi suy nghĩ cho anh ghế ngủ chuồng gà luôn nha. Chè bỏ em mua mấy cây đằng này cũng mua. Cái gì chắc lắm anh ơi, cứng lắm. Mấy cây đằng này không có ngâm á, cha nói cũng dở đó, sợ bù xè nó ăn với cái nhà cây. Còn mấy cây này cây ngâm mấy với em đây. Cái địa cái vuông. Cái vuông mà em nâng lôi là mới hỏng. Giờ em với vợ em lên nhà cha mẹ để đốn mấy cây lục bình nữa. Có mấy cây lục bình đang dừng vách nè, phải không? Hai em. Hả? Cha đốn mấy lục bình dừng vách ngang nghe nè. Đúng rồi. Dừng vách ngang. Dừng dách để cho đừng có gió. Sẵn bắn muối rồi ghé lại kêu mua muối anh. Kêu đi. Nhà mình hết muối rồi. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Nhanh. Rồi không nghe luôn, chạy như chạy đua. Bắn muối chạy đua kêu coi. Trời bắn muối gì đâu kêu muốn chết luôn, cỡ đó không nghe không nhìn luôn. Tại vì bán muối này rẻ là cả nhà 10 kg mà có 40 ngàn à. Dạ. Yeah. Bữa hổm 10 kg 50, bây giờ 10 kg 40 à. Giờ xuống giá rồi hả? Không biết hồi nó có chạy vô đường mẹ không biết nữa. Chắc đi, có thể chạy vô đường dưới. Nếu mà tí nữa có chạy đường dưới em đi đường dưới em quay cả nhà xem cả nhà. Để chờ chạy thế muốn văng cái nết ra ngoài luôn. Mà kêu không nghe. Lại thiệt chứ. Giờ đi đường dưới nha. Ngoài tổng thể cái chuồng gà nè. Em cắt cái chuồng gà này xong rồi em sẽ sẵn cắt cái chòi đó. Làm xong cái này với hàng rào quên đây là em quay cái hàng rào lưới em mua đi. 50 m 1 triệu mốt. Đây cái lưới nè. Cái nào loại này biết tốt không á anh ơi? Đó nó 7 năm tới 10 năm. 7 năm tới 10 năm hả? Ừ. Trên đây này mình gạo là mình gạo ở trên thôi. Mình gạo ở cái hàng gạo thôi, còn cái vách chuồng gà thì mình đóng. Trên mạng quảng cáo là 7 năm tới 10 năm phải không? Thôi sụp xuống đi cỡ 5 năm được rồi. Nó mua cái này là hàng gạo để cho gạo ngang nha nè, đừng có cho gà nó uống nó ra. Em mở các cái chổi đây. Rồi trồng rau vòng vòng khu này, dưới ngoài trước này nè. Rau này kia đừng cho gà nó bươi chứ giờ có mấy anh chị nói sao không trồng rau tận dụng đất thì có để làm chuồng gà gạo lại hết là tận dụng là mình trồng đất nha. Thôi giờ hai chồng em xuống nhà cha mẹ đi. Giờ bơi xuống nhà cha mẹ. Ôi còn bi nó cậu gà gọi bán xong luôn rồi. Lên được không? Không biết lên được không nữa à. Con bi này nó quậy dữ thêm nội ơi. Coi thử anh ơi, lên bờ coi thử coi. Đỡ đó, nó lỡ không được là nó ở dưới đó luôn đó. Chết luôn. À, xong luôn á. Lên anh leo lên coi thử đi. Đâu rồi? Lên hay gì ta? Nãy bay với đường này với này. Nó lên được quá. Chắc lên này mà không thấy em ơi. Chắc nó lên này. Lên này, không thấy. Hơi thấy là nó dãy dưới nó bơi à. Lên à. Nó dãy lên. Rồi, con gà cũng lên. Nắng chói không thấy mặt em luôn. Vậy hả? Ừ. Em bơi lại là thấy à? Thấy không? Thấy sao? Nhật gái lúc nào không thấy. Trời, ớt xạo. Giờ bơi lên cha mẹ đốn mấy cây lục bình. Chứ cha bệnh thỏm gầy. Em sáng cũng đi chợ mua ba cái giò heo với củ cải muối củ cải đỏ để hầm cho mày vợ cũng bồi bổ đặng ổng có sức lại ổng đi cua đằng bà giá cả nha. Đó. Này cái gì em tấp mỡ hả anh? Em luôn hả? Em tấp mỡ lên em đem mớ cá lồng tông nữa kìa. Cá lồng tông nữa nè, đó là cá lồng tông với cá lồng kiềm với cá chốt. Hôm nay đi thuốc cá em với Nguyễn vớt.
giờ đem lên chợ ăn kho, với cái này thì hầm ăn cơm với cha mẹ trên nhà cha mẹ, lâu giờ cũng chưa lên chợ ăn nấu. Giò heo hầm với củ cải muối, củ quay đỏ với cá lòng tông khô khô. Ồ, quá ngon, nghe thôi là thấy đói bụng. Mấy cá nhỏ khô ăn ngon. Ngon. Khô quẹt hay là khô tiêu? Khô tiêu khô khô kẹo kẹo. Khô kẹo kẹo ha. Giờ lên chợ em đốn cây lục bình với nấu lắm. Báo đó vậy. Ta đem lên nè, kia nó mừng. Ta đem giò heo, ta đem cá rồi lên nó dơn báo vậy, thấy cha vợ bệnh. Thấy cha vợ bệnh hổng gầy chưa lấy sức, ta mua giò heo về hầm cho cha vợ ăn bổ đặng khỏe lại đặng cua đặng bà giá mà báo vậy trời. Bệnh đang ngủ được xỉu nên báo nữa. Sợ rồi sao không khỏi. Sợ. Gì báo nữa vậy. Sợ rồi chạy không khỏi. Cá lòng tông á, hồi chút mình con cô. Để hai chồng đóng cửa ngủ mẹ đi. Vậy đem gì? À, củ cải, muối cải đỏ. Với là ba cái phần giò heo sáng con mua. Ok không? Như đây hầm hết ha. Cái này kho tiêu hay mẹ ha. Rồi. Trên đâu? Trên ở dưới á. Nhà dưới chịu lên. Nó ăn rồi. Đây, lấy bập lấy đồ đổ ra. Anh Tèo mua phanh giò heo này ngon nè. Chứ mua cái trên quá anh mỡ không à. Ừ, mua cũng đó. Lấy giò găng mà. Hay nhà không? Mình phải ăn giò găng, em mua giò găng. Ờ gì ngon nè, chứ để mua ngày xưa ba cái mỡ khúc trên nó mỡ gì lắm. Đây bỏ lên cái này ra. Trên cái dao búa xuống. Cái lòng tông của hổm mò. Mới cá lòng tông nè. Cái chốt gì vậy? Cá chốt thì cá đói nhỏ rồi, cá liềm kìm. Cá bóng nữa. Đi ngoài coi mấy cái cây lục bình. Giờ mẹ em bắt lọt ra lên để thui mấy cái bóng nữa nha. Rồi mình đập ra, rồi mình rửa sạch cái mình chụm nước sôi mình hầm. Giờ hai vợ chồng em đi ra ngoài chặt lục bình. Khu vườn này nha, lâu dữ em mới lên. Cha em ổng chặt cỏ đầu chống quang hết trơn, sạch sẽ luôn. Giờ kiếm chặt. Ở trong cái gì anh, bụi trong cái gì anh? Trong kia cũng có nguyên bụi đó. Cái này là trúc. Trúc hay lục bình? Không phải, cái này là trúc không phải lục bình đâu, ở trong á. Bụi lục bình ở trong á. Dạ. Ừ. Cây tôi vô đây. Dưới chân nó đặng chặt. Khó rồi. Cây non mà. Cây non không anh ơi. Có cây đó già đó. Già. Ừ. Có cây cặp cái tay anh bự luôn vậy. Có hai cây cặp tay anh đó. Này khó vô. Kìa mép dưới đó kìa, anh xuống dưới mép như này thứ ơi. Ừ. Đó, mép bên chỗ con bi đó đi lên đó. Con bi gì đó mà nó còn nó lên tới đây nữa nha. Trời chồng em đi đâu nó đi theo đó đó. Càng vô bụi sậy. Càng. Được chưa? Được. Bén quá ta, búa bén quá ta. Trời mặn khó. Khó. Cái này khó à, tại vì nó nhánh nhiều quá. Đây để em đôi phụ. Đây phải cha cha, mình có cha đôi phụ. Lấy xích lên anh, lấy xích lên cho cha lôi cho. Dữ ạ. Anh lấy cái búa ở bên góc mấy cái nhánh. Hai cha con kiếm cây nào già mới chặt đó nha. Còn cây non thì không có chặt, cây non nó mau hư đó. Kiếm cây già, một bụi vậy chứ mà nó cũng cây non nhiều lắm. Được có ít cây già, mà cây già nhiều khi trong kẹt thấy khó chặt. Cây non nó mập ở ngoài đó. Cây này hơi ngắn nhưng mà chặt luôn. Để em về có làm gì mình làm. Cái đó cái anh cầm ấy cũng được. Cái ngắn ngắn mà nó già, nó cứng. Hay giờ. Phải anh lấy da chặt lên đi. Em ơi, thì giống với mẹ nấu đi. Bạn. Vậy anh đi em giống em làm với mẹ. Giờ mẹ ấp cá.
nấu cá cho nó thấm, để lâu cho nó thấm, càng thấm lâu nó càng ngon. Lâu dữ rồi, mới lên đây nấu cơm ăn nè. Biết lâu rồi, bớt rồi. Lâu dữ rồi, từ trước Tết đến giờ. Cho đường vô. Nước màu. Nước màu ở nhà thắng, mẹ tự thắng là nó đậm đặc lắm. Đổ ít thì đổ nhiều quá nào nó đen. Để cho nó thấm. Cá xong rồi em ra nè, em đặng giò. Nãy nè em thui cái giò đắp móng nó ra hết. Bây giờ mình làm thôi. Bên đây em cũng qua phụ mẹ em bọc củ cải với sắt củ cải muối. Hai mẹ con làm cho nó nhanh. Em gọt củ cải. Sáng tèm mua củ cải bự. Giờ củ cải muối em cũng lộn với củ cà gót. Em sắc rồi, giờ em sắc củ cải muối nha. Mẹ em đó, mẹ bắt nước này, mẹ bắt nước mình trụng mẹ ơi. Củ cải muối này hầm dễ ăn đấy nha. Hầm mấy cái loại kia thì ăn mau ngán, chứ củ cải muối này ăn nó lâu ngán, nó có vị mặn mặn nó dễ ăn. Nhà em cũng thích ăn củ cải muối hầm đó. Giờ mẹ em bắt cái lò củi lên, bắt nước lên, đặng mình trụng thịt sơ rồi bắt đầu mình mới rửa rồi mình mới hầm cho cái cục thịt nó sạch. Hầm lò củi này á, nó mau chín mà nó lại đỡ tốn ga nữa, chứ hầm lò ga nó tốn ga lắm nha. Trời, cái lò ga nhà em gì đâu mà em xài mới có hai mấy ngày mà hết trơn bình ga, em không hiểu là nó có bị gò gỉ ga ở đâu không thì không biết, mà nó nhanh hết bình ga. Mà bình ga đổi tới 300 mấy chục ngàn một bình, mà xài có 200 mấy ngàn, 20 mấy ngày là hết trơn rồi. Giờ em sắc củ cải xong rồi, mẹ em đem ra ngâm nước cho nó đỡ mặn. Rửa hai củ cải này luôn. Nước cũng sôi, mẹ em bỏ giò vô trụng. Hai cho con ấy lốn được 10 mấy cây. Được 10 mấy cây gì anh? Mấy 2 cây ở đó. Hai con đốn được nhiều rồi đó. Hai cha con gấp mấy lần. Ừ. Để bên đây đi chút ruộng nó chống về cái đây qua đây lấy cây luôn. Chở đi bánh chiên chút nữa mình về cái mình lấy xuồng đó mình cặp xuồng mình giục xuống luôn à. Đắt hết thiếu cây anh tắt cây dành rồi cho luôn. Rồi ông đạp bánh xong luôn. Mẹ mới đổ ra cho nó săn nhà, mẹ mới đổ ra để em rửa. Giờ vợ sắp cải ra, em mới đốn cây với cha xong vừa về. Phải quay cho đại ca làm chứ không phải đại ca tánh nóng, đại ca quay vừa qua vừa làm đại ca chửi em. Không làm mới có ăn nha. Không làm là không có ăn đâu. Chưa chân nói câu gì rồi. Sắc vậy đó. Hầm cho nó dễ gấp hả? À? Đúng rồi. Nó dày dày vậy nè, tại mình hầm chung với củ cải muối kia. Giờ nước sôi, mẹ đổ vô hầm. Cái giò trắng tươi luôn nè mẹ ha. À. Bên đây cái nồi sôi. Nấu lột củi lên sôi đã đời luôn. Nay mẹ em bỏ miếng than vô, bắt lò than lên kho cá rồi kho khô. Bên này sôi. Chở cho điều gió tắm nước màu.
giờ bỏ tiêu vô chà chà chọc mẹ chứ vợ bỏ mỡ tỏi à tép mỡ ủa tép mỡ sao cái màu nó không được rõ vậy ha ừ vậy được nước màu hay sao không nước màu làm nhà đỏ quá là nó bị đắng vì chút xíu nó còn kẹo lại nữa nồi hầm mềm nè chắc bông này. Mềm hết củi nè cho hết củi đi rồi giờ em bỏ tiêu vô luôn chả tiêu cũng nhìn thấy chà chọc mẹ vợ nó hai mẹ con nấu ăn mà ngảm cái miệng tới dọn lên hết trơn dần lên nó hơi no ơi cái gì nó mệt quá không ăn đâu mệt quá ai ngồi đó ăn với biết rồi à đây lại chút cho nó khéo quéo béo lại nữa ok đó đâu có cái đâu thịt nó cũng mềm đào đâu có cái đâu giờ mẹ bỏ một cái muối vô luôn bỏ cái muối vô là mình nêm không nè nêm nhầm ăn nêm đi chưa bỏ muối hả? Chưa đi hồi chưa cho nó ra cái nước củ cải ha, muối ha. Rồi mình mới bỏ muối vô sau. Thôi lạc mẹ em bỏ thêm miếng muối vô nữa. Mày sơ lên cái bỏ hành vô nó nhắc xuống mình cho ăn cơm được đó cả nhà. Sang dọn cơm. Rồi. Giò heo hầm, cá lộn xộn kho tiêu. Giờ là mời cả nhà dùng cơm với gia đình nha. Đạp con mèo kêu két luôn anh tự. Kéo. Em mời cả nhà dùng cơm với gia đình em nha cả nhà. Cơm năm bạc em. Hai đứa mình hạnh phúc mà không hạnh phúc chỉ tay cũng được. Bây giờ tối hoài. Em mời cả nhà dùng cơm nha. Con gửi thế thương cho mua giò heo hầm đồ cho Trang đừng khỏe lại mau hết bệnh đang đi cua đằng bà giá đó cho thấy ai như con không? Thấy sao? Ý kiến sao cha? Đúng là tốt, con gửi là quá tốt. Có sức rồi cha đi cua đằng bà. Mày nổi. Sức khỏe. Vậy nói cha khỏe cho kiếm bà mà giá nhớ kiếm bữa nào kiếm đứa song song cho con với nha con ngồi vẽ đừng làm cha lỡ vô với đàn bà giá rồi con ơi khổ lắm con ơi khổ lắm hả à? Có tiền thì nó nghe hả tiền nó không có nghe con ơi khổ cuộc đời khổ có vợ nhà phải không có vợ nhà hư hư hút cuộc sống đỡ có tiền cũng được mà không có tiền cũng được còn đàn bà giá ăn nó dòm cái túi tiền mình nó thương yêu mình còn mà không là không bao giờ thương mình không bao giờ trời ơi nó bằng cái miệng trời ơi cái được anh nhớ cái gì đó được kìa mẹ không à có một giùm con không thằng làm cục giò coi thử rồi em làm thêm con cá cả nhà thôi à con ghế lâu quá anh không có lên đây không rồi anh không có điện tôi anh Tú hay tôi mời anh ăn cơm với tôi bữa anh Tú giò heo nè hai chồng báo rồi nó lên nó mua giò heo nè nó lên nhà tôi nấu cơm ăn rồi lâu quá anh không điện tôi cũng nhớ anh rồi thôi giờ anh ăn tôi một chén cơm nha vui vẻ mà anh nghe anh Tú anh có mời ghé không chuyện của anh nhưng mà tôi với anh là quá tình quá nghĩa đó quá vậy cái cục rồi coi là bậy chới miệng ăn rồi nó không xong nữa thấy không chứ trộn dạng vậy là mẹ còn sống á trời vấn chi vấn đề là đã tới chung chén rồi đó đã tới chén rồi đó gì ở ngoài đây em gấp đàng hoàng để giống cha này gấp cục thịt văng luôn văng cù ngon quá trắng tiếu rồi nè cái cục gân này cả nhà ăn giò heo phải ăn cục gân gì nó ngon chứ ăn mỡ ngán em ha hầm cũng lâu rồi chứ bộ đúng rồi lâu có tiếng mấy à còn mềm rồi vừa ăn rồi rất là bực lăn cù lăn ra ngoài cơ dân tới miệng mà vẫn còn gớt ra ngoài hả cha
Chú dũng dạng nữa. Chưa chắc ăn đâu. Chưa chắc ăn rồi. Chú dũng bắt cậu. Đợi tự nhiên làm cha quê. Trời ơi. Gớm cá yêu. Cái gì mà gắn chứ kỳ vị của người ta mà chứ này là ăn không hết mà gấp người ta lỡ gớt rồi phải trả lại cho người ta lỡ gớt sao ai chứ lỡ gớt mà chạy ngay chạy ngay 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 ngay, ngay mình ta lấy ta lụm như sao đó cái kiểu đó con người không tốt á không đúng con tàu phải chạy ông ta của ai chạy gì đó phải không có quyền kiểu đó thà hỏi xin xin gì xin ta cho đừng làm gì đó. Trời ơi trời. Chó với mèo hai con. Dạ. Tao nói chó mèo. Nhưng mà chó với mèo mà. Nên cứu vợ cứu chồng rồi bả vợ chăm chồng á. Nhớ kỹ là phải lưu ý cha nói sau này có con có cái đừng có con chó với con mèo với nhau, nó không có thuận nhau rõ ràng đâu, cứu như con người. Nữa tuổi là phải thuận nhau. Thầy bói nữa rồi. À, hai cái với mèo gặp nhau cụ thể thấy không đụng nhau quả gan á có từng nhà mình vậy chồng là đứng như chó với mèo hả cha cạp luôn ha ngon à, cầm bằng tay cả nhà chứ cầm bằng đũa rớt cái gì cha em nữa là kỳ lắm bệnh bệnh à, ăn mấy cái này cũng bổ rồi chiến đầy rớt còn mất luôn đó cha ăn củ cải á cha ăn củ cải nó đó bỏ mẹ mày không cho ai cha ăn củ cải sao bỏ rồi có khi đi bỏ bả buồn bả khóc rồi. Khóc à mẹ có khóc mà mẹ nói vô khóc mẹ không à mẹ thương cha cỡ nào mẹ thương cái là mẹ khóc thương như cục vàng 49 nha mẹ đâu phải cái ai ơi chồng ơi chồng hỡi chồng ơi Tết này chồng không về à, cà, em nhớ chồng quá em nhớ chồng quá chồng ơi à, chồng hỡi chồng ơi nhớ nó nhớ gì mấy bà con cô bác biết không nhớ túi tiền á mình không có tiền không bao giờ nó nhớ mình đâu có tiền mới nhớ hả ừ. Suy nghĩ ra coi vợ với chồng nó thương nó thật với nhau mới nhớ thật với nhau trong hoàn cảnh nghèo khó cùng nhau ôm nhau mà xây hạnh phúc rồi tạo mấy đứa con lên thì ăn mắm húp dồi cũng vẫn này là cũng lo vợ chồng với nhau con cái với nhau hút với nhau sống này còn cha. Cái dạng đó là cái dạng tiền cha không được đạo, cái gì là gì chứ á cho nó đạo lý đó cả nhà cho nên đạo lý vụ này mình đâu giàu hết mà hết tiền làm đến mình như chơi gái gú không gái gú á tôi từng trải qua gái gú rồi tôi hiểu biết trên đời mọi thứ tôi giờ cái tư cách con nhỏ nào nó xạo như thế nào tôi biết hết từ là ăn cứ nói rồi tư cách nó thử mình như thế nào đó nó đạt được mục đích là nó sẽ bỏ mình nó tống mình đi trời ơi bắt mình đi chơi hết tiền tống đi chơi mới đầu thì ngọt lắm hả ngọt anh ơi, ăn gì cho anh ơi em là cho anh ăn uống cà phê hay gì ăn gì ý thích ăn cái gì nó chịu tất cả còn cái thôi điện thoại luôn còn thôi điện thoại là anh ơi sáng anh ăn gì chưa nhớ giữ gìn sức khỏe này kia ha tặng mặn kiếm tiền gửi cho em hả chết có thằng nhờ được cái gì đâu không nhờ được cái gì chứ thì yếu à đàn bà thì người ta nhờ có cái miệng vậy mới ăn được mấy ông đàn ông chứ cha nói vậy rồi sao một người ta sống được ta lấy giống tự có mà ừ. Một người hết của chứ phải như nào có gói gú nhớ nhớ kỹ phải hậu gửi gì sao ở đây là có món mấy người là một mấy chục vợ ngày chết không có có ai mà dưng cơm vào nước hết chết rồi bỏ như là cũng như là muốn thúi luôn á không ai dòm ngó con cái khi nó hận nó không dòm ngó luôn gái gú bỏ mà bỏ đỡ lớn nghe lời cái kinh nghiệm của cha anh chỉ có mình anh em thôi anh mà kiếm có con khác hai ba con không mốt là nữa là xong đó ôi trời ôi cái nghe cha nói kiểu này cũng dám nữa có một mình vợ được à trời ơi bớt xạo lên thôi à, bây giờ em chắc đứa con đỡ thì có một đứa một cái gì nữa hồi bây giờ em chắc tới đây cả nhà ơi cả nhà đón xem video keo nha cả nhà cho gia đình em được đăng ký được tay được bình luận được chia sẻ cả nhà chúc cả nhà sức khỏe nha bài cả nhà nha bài cả nhà cái gia đình bài cả nhà nha chúc cả nhà sức khỏe nha tôi cầm đũa sợ giật đũa ăn